Quyền Linh được mọi người biết đến là MC của Người Nghèo. Nam MC cũng là gương mặt được các nhà sản xuất chọn mặt gửi vàng dẫn dắt chương trình nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh cùng hai khách mời là diễn viên Thúy Diễm và ca nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ đã cùng góp sức giúp đỡ ba hoàn cảnh là em Hồ Thị Hồng Luyện 2008, em Cao Thị Gia Hân 2007 và em Nguyễn Thị Yến Nhi 2007 vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Gây ấn tượng tại chương trình tuần này là hình ảnh MC Quyền Linh đeo chiếc đồng hồ cũ quen thuộc, khoác áo mưa, sẵn sàng đội mưa lớn để ghi hình. Anh liên tục hét lớn, nhắc ekip phải quay dù mưa gió để kịp chương trình, giúp các nhân vật có tiền thưởng thật nhanh. Vì trời mưa lạnh nên dù mặc áo mưa, Quyền Linh vẫn bị ướt và run rẩy, lập bập nói: "Tôi lạnh quá, tôi lạnh mà mưa vẫn đổ, gió cũng vẫn thổi, lạnh thì càng ngày càng lạnh luôn. Tay tôi giờ lạnh cóng luôn rồi, miệng run cầm cập, nói cũng lắp ba lắp bắp, nói không nổi nữa rồi, nhưng tôi vẫn phải cố gắng ghi hình cho xong, quyết không dừng bước. Dù mai có bị ốm nặng, tôi cũng phải làm xong công việc hôm nay." Giống với đàn anh, Thúy Diễm và Hứa Kim Tuyền cũng phải khoác áo mưa khi trở thành khách mời tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt. Trong khi Thúy Diễm cũng cảm thấy lạnh run vì thời tiết Quảng Nam, thì Hứa Kim Tuyền lại bày tỏ bản thân đang nóng hừng hực để sẵn sàng giúp đỡ các gia đình. Khi được hỏi về tình hình đóng phim của mình, Thúy Diễm cho biết vì đang vào dịp cuối năm nên tình hình chạy show cũng nhiều lắm. Tuy nhiên, dù bận cách mấy đi nữa, nhưng khi nhận được lời mời của chương trình ý nghĩa như Mái ấm gia đình Việt thì tôi cũng bắt buộc phải dừng mọi việc để tham gia ghi hình. Về phần Hứa Kim Tuyền, nam ca sĩ đã thể hiện ca khúc Nắng ngoài sân do chính mình sáng tác, khiến mọi người thích thú. Khi MC Quyền Linh bày tỏ mong muốn được Hứa Kim Tuyền sáng tác tặng chương trình một bài hát, nam ca sĩ nói: "Chắc chắn sau khi tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt, tôi sẽ ấp ủ ý tưởng để sáng tác một bài hát để lan tỏa, truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh mình, để mọi người cùng chung tay giúp đỡ các em nhỏ khó khăn và lợi nhuận do bài hát đó tạo ra cũng có thể dùng để giúp đỡ những người khó khăn." MC Quyền Linh đã dành lời cảm ơn đến Hứa Kim Tuyền vì anh chàng đồng ý sáng tác tặng chương trình cũng như vì sự bất chấp mưa gió của nam nhạc sĩ và diễn viên Thúy Diễm tại buổi ghi hình. Hai khách mời sẽ cùng hợp sức vượt qua các thử thách để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Quyền Linh được biết đến với vai trò là một diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ kịch nói và người dẫn chương trình. Bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật từ năm 1992 cho đến nay, Quyền Linh đã tham gia diễn xuất các bộ phim như Đồng Tiền Sương Máu, Người Hà Nội. Trong quá trình đi tìm kiếm cơ hội diễn xuất, Quyền Linh bén duyên với công việc dẫn chương trình, lựa chọn con đường khác biệt, không tập trung dẫn dắt game show giải trí đơn thuần. Quyền Linh tham gia vào các chương trình vì người nghèo, chung tay hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn thoát khỏi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Quyền Linh là nơi kết nối những hoàn cảnh khó khăn, tìm được cơ hội, niềm hy vọng để tiếp tục sống và chiến đấu vượt qua nghèo khổ.